Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Bình luận viên Quang Huy có pha quay xe cực gắt với thầy Bắc, đưa huấn luyện viên Chu Dê lên mây. Việt Nam gặp khó ở vòng chung kết Asian Cup. Bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng trước Iraq trong trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đem lại dư vị tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên vị đắng có lẽ chỉ nằm ở cách thua nghiệt ngã. Về thế trận, các học trò của huấn luyện viên Philip Chuze đã lép vế toàn diện trước Iraq. Không cú sút trong gần 100 phút, tính cả thời gian bù giờ. Số tình huống nguy hiểm cũng nhỏ giọt, là những gì Quế Ngọc Hải cùng đồng đội làm được. Ở chiều ngược lại, Iraq dứt điểm 13 lần với 5 lần trúng đích và rất nhiều cơ hội ăn bàn. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều, điều đó sẽ phần nào không thỏa đáng với áp lực mà Iraq tạo ra. Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, đội tuyển Việt Nam thua ở dây cuối trước đối thủ có trình độ cao hơn là kết quả không tồi. Trong cách vận hành lối chơi, các học trò của huấn luyện viên Chu Dê làm tốt, dù vẫn còn nhiều thiếu sót do hạn chế về năng lực khi so với cầu thủ Iraq. Bình luận viên Quang Huy nhận xét, Chúng ta tiếp tục chứng kiến triết lý của ông Chu Dê trước một đối thủ mạnh hơn. Về cơ bản, các cầu thủ ngày càng thuộc bài, thi đấu trơn tru hơn. Có lúc họ tạo cho khán giả cảm giác có thể giành được 3 điểm. Đội tuyển Việt Nam giành được trận hòa là mỹ mãn. Tôi tiếc nhưng không buồn vì đội tuyển trưởng thành theo một phong cách mới. Việc thua ở dây cuối là điều đáng tiếc nhưng phản ánh đúng diễn biến trên sân và thực lực của hai đội. Đội tuyển Việt Nam đuối sức trong khoảng 20 phút cuối trận. Huấn luyện viên Chu Dê cũng thừa nhận các học trò chỉ đáp ứng được cường độ cao trong 60 phút. Bình luận viên Quang Huy phân tích. Bàn thua ở phút cuối cùng chỉ ra sức dịu đựng của cầu thủ chúng ta là có giới hạn. Ngoài những trận đấu có mục tiêu vô địch hay trụ hạng thì các trận đấu còn lại chỉ đạt cường độ cao trong khoảng 60 phút thôi nên tính thực chiến là không nhiều. Chúng ta vỡ ra nhiều điều sau trận đấu này. Các cầu thủ phải cố gắng rất nhiều. Dấu hiệu tích cực của đội tuyển Việt Nam đến ở tinh thần quyết tâm và tư duy sẵn sàng thay đổi của các cầu thủ cũng như chính huấn luyện viên Chu Dê. Bình luận viên Quang Huy cho rằng đây là điều tốt trong dài hạng. Huấn luyện viên Chu Dê và các học trò có đủ chất liệu để tiếp tục tin tưởng vào con đường đã chọn. Bình luận viên Quang Huy nói, cách làm việc của ông Chu Dê mang lại cho bóng đá Việt Nam nhiều bài học. Mọi thứ phải xuất phát từ gốc khác. Đội tuyển có thể chơi thứ bóng đá đối phó, giải pháp tình thế, nhưng muốn vươn tầm cao thì phải làm khác thôi. Dĩ nhiên bóng đá cần thành tích. Chúng ta đã có thành tích những năm vừa rồi, nhưng giờ là lúc chúng ta cần làm căn cơ. Một trong những điểm nhấn khác về tính mới mẻ của đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Chu Dê là các cầu thủ trẻ. Nhà cầm quân người Pháp không sử dụng ngôi sao quả bóng vàng nào trong đội hình chính. Hoàng Đức, Hùng Dũng dự bị cả hai trận và không được vào sân. Trong khi đó, huấn luyện viên Chu Dê trao cơ hội cho Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn. Họ có những màn trình diễn tích cực. Các cầu thủ trẻ tiến bộ qua từng trận đấu, dần thuộc bài của huấn luyện viên Chu Dê nên ta có thể chờ đợi những điều rất thú vị từ những cầu thủ trẻ này. Các cầu thủ trẻ có cơ hội vì một số ngôi sao chững lại về phong độ dù tuổi chưa nhiều. Ông Chu Dê tìm nhân tố mới là có lý. Hướng đi này phù hợp, có điều cầu thủ phải dần làm quen phong cách mới. Còn kiểu đá bóng đối phó, lấy thành tích trước mắt thì cũng cần. Nhưng chúng ta ghi nhận thôi, vì việc đó đã trôi qua rồi. Huấn luyện viên Chu Dê có tư duy cách tân. Tuy nhiên, việc chỉ riêng ông và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thì lại không làm được điều đó. Theo bình luận viên Quang Huy, để đội tuyển Việt Nam có thể chơi theo kiểu chu Dê, từ các cầu thủ đến câu lạc bộ cũng cần phải hòa nhịp. Tóm lại là cách làm của ông Chu Dê là thẳng thắn và phũ phẳng. Ông không muốn Việt Nam chơi thứ bóng đá đối phó. Ông chỉ ra những hạn chế của bóng đá Việt Nam. Muốn đạt điều này thì phải có thứ kia. Mọi việc phải có lộ trình, chứ không đi tắt đón đầu được. Tôi ủng hộ quan điểm này. Chúng ta phải mạnh từ vi lịch, mạnh từ khâu đào tạo trẻ. Các cầu thủ trẻ dù đã được thừa nhận rồi, vẫn phải cố gắng hơn, tối ưu hóa năng lực thay vì một số người có vinh quang nhưng hài lòng về bản thân. Nói về trận thua 0-1 trước tuyển Iraq, có một chi tiết rất đáng chú ý. Đội tuyển Việt Nam cầm bóng không thua kém nhiều so với đối thủ, 48%, thực hiện gần 500 đường chuyển. Điều đáng khen với đội bóng của Chuze là dù đội tuyển Iraq có trình độ vượt trội, gây áp lực nghẹt thở, sẵn sàng va chạm cực rát để đoạt bóng, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nỗ lực cầm bóng, triển khai lối chơi. Những đường truyền dài phất bóng năm ăn năm thua hầu như không được sử dụng. Các cầu thủ dám tự tin cầm bóng và mỗi đường truyền đều ẩn chứa ý đồ triển khai tấn công rõ ràng. Tuy nhiên khác biệt là trình độ kỹ thuật, khả năng quan sát cũng như độ điềm tĩnh của học trò ông Chu Dê chưa đủ lớn để những đường truyền quan trọng đi đúng địa chỉ. Khi mới nắm quyền huấn luyện đội tuyển, Huấn luyện viên Chu Dê đã nhấn mạnh vào tâm lý, sự tự tin của cầu thủ Việt Nam khi cầm bóng. Để hình thành lối chơi riêng, đội tuyển Việt Nam cần truyền và đỡ quả bóng ở mức cơ bản. Huấn luyện viên Chu Dê đã dành 9 tháng để rèn đi rèn lại bài học vỡ lòng cho học trò trên sân tập. Dù vậy, chỉ có những trận thực chiến với đối thủ mạnh cùng cường độ chơi bóng nghẹt thở mà phần lớn học trò ông Chu Dê mới đôi ba lần trải qua mới giúp cầu thủ bồi đắp thêm sự tự tin. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ Thua ở những giây bù giờ cuối cùng trước đối thủ cực mạnh như Iraq là kết quả chấp nhận được, thậm chí đáng trân trọng. Đây là trận đấu bộc lộ hết khả năng và tiềm năng của bóng đá Việt Nam ở chu kỳ mới. Rõ ràng chúng ta có quyền mơ đến tương lai sáng sủa của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ dám cầm bóng, kiểm soát bóng, triển khai đúng ý đồ chiến thuật. Việc yêu cầu học trò duy trì cách đá kiểm soát, cầm bóng ngắn trong mọi hoàn cảnh, đồng nghĩa huấn luyện viên Chu Dê sẵn sàng trả giá để lối đá kiểm soát được thành hình. Quan điểm của huấn luyện viên người Pháp là phải đi thì mới có đường, tức là phải tự tin cầm bóng trước đối thủ mạnh để biết tiềm năng thực sự của bóng đá Việt Nam đến đâu. Dù vậy, mọi triết lý trong bóng đá đều chỉ đúng nếu như phù hợp với năng lực của cầu thủ. Một lần nữa phải nhắc lại, lối chơi cầm bóng mà huấn luyện viên Chuze đang áp dụng phù hợp với xu hướng thế giới. Các đội mạnh hiện nay đều triển khai bóng từ hàng phòng ngự. Song trình độ cầu thủ Việt Nam đã như vậy được chưa? Những trận đấu với Iraq hay Hàn Quốc phần nào đã cho thấy câu trả lời. Trong bóng đá có 3 loại chiến thuật phổ biến, đó là chiến thuật tập thể, chiến thuật nhóm và chiến thuật cá nhân. Dường như đội tuyển Việt Nam mới làm tốt chiến thuật nhóm. Đội hiện có những tổ đá phối hợp khá ổn với nhau, gồm các cầu thủ U22 được đôn lên, còn lại các cầu thủ đều đang chật vật. Sự thay đổi mà ông Chu Dê mang lại có thể hình thành một nền tảng tốt cho bóng đá Việt Nam, nhưng đó là trong tương lai xa. Còn trước mắt, Đội tuyển Việt Nam cần thành tích. Kết quả trên sân mới là lời khẳng định cho giá trị của một huấn luyện viên trưởng. Mà về thành tích, 4 trận thua gần nhất trước các đối thủ ngoài Đông Nam Á, không ghi được bàn thắng nào, cho thấy huấn luyện viên Chu Dê có lẽ nên tính toán lại, lựa chọn cách chơi linh hoạt và mềm dẻo hơn, dù vẫn sử dụng nền tảng kiểm soát bóng. Với lạt mềm ông thầy người Pháp có thể buộc chặt thay vì quá cứng nhắc rằng phải chơi theo công thức này và con người hợp với công thức đó thì mới xứng đáng được lựa chọn. Bóng đá là tổ hợp của vô vàn biến số mà đôi khi khả năng thích ứng của cầu thủ mới quyết định thành bại, khác với tư duy máy móc để rồi không kịp xoay sở với diễn biến trên sân. Thất bại đã xảy ra, quan trọng là học hỏi được gì, ông Chu Dê cần sớm có câu trả lời. Phía trước đội tuyển Việt Nam là Asian Cup 2023 cùng 4 trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Các cầu thủ đi xa đến đâu phụ thuộc vào định hướng của ban huấn luyện ngay từ lúc này. Trước mắt vị huấn luyện viên người Pháp sẽ tạm thời chia tay các học trò trong hơn một tháng. Các tuyển thủ Việt Nam sẽ sớm trở lại khoác áo câu lạc bộ để tiếp tục thi đấu V-League hạng nhất. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ cuối tháng 12. Ông Chu Dê sẽ gặp lại các cầu thủ sau khi vòng 8 V-League 2023-2024 khép lại vào ngày 27 tháng 12. Ở đợt tập trung lần này, Đội tuyển Việt Nam sẽ tạm gác lại nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 để hướng đến mục tiêu trước mắt là vòng chung kết Asian Cup năm 2023. Huấn luyện viên Chu Je cùng các cầu thủ sẽ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho sân chơi bóng đá lớn nhất châu Á này. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Quế Ngọc Hải và đồng đội sẽ khởi đầu năm dương lịch 2024 bằng màn chạm trán với đối thủ cực mạnh đứng đầu châu Á là đội tuyển Nhật Bản hạng 18 thế giới vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Sau đó, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia ngày 19 tháng 1, gặp Iraq ngày 24 tháng 1. Vòng chung kết Asian Cup 2023 có 24 đội bóng tham dự, được chia đều vào 6 bảng đấu. Mỗi bảng đá theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng loại trực tiếp 16 đội. Dù rơi vào bảng đấu rất nặng khi có sự xuất hiện của hai đối thủ mạnh hơn như Nhật Bản và Iraq, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá là vẫn có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Lần gần nhất tại vòng chung kết Asian Cup năm 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một giải đấu thành công khi góp mặt trong top 8 đội mạnh nhất châu Á. Tuy nhiên để có thể vượt qua vòng bảng Asian Cup năm 2023, huấn luyện viên Chu Dê vẫn còn nhiều việc phải làm với đội tuyển Việt Nam. Hơn một tháng kể từ nay cho đến khi vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra là khoảng thời gian quý giá để các cầu thủ trụ cột hồi phục chấn thương hoặc lấy lại phong độ khi thi đấu trong màu áo câu lạc bộ. Trong đó Quang Hải đã bình phục chấn thương bắp chân và sẽ giúp đội tuyển Việt Nam trở nên đột biến hơn. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh nhiều khả năng cũng sẽ trở lại để gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ, chưa mang lại sự an tâm. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là đoàn văn hậu, khi hậu vệ này dự kiến sẽ sang Singapore phẫu thuật gót chân và phải mất từ 3 đến 6 tháng để hồi phục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.